Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin FK Mobi có được thì siêu phẩm MMORPG Thiên Vũ Mobile do NetEase sản xuất đã được nhà phát hành VNG Game đưa về Việt Nam thành công, lấy tên Revelation VNG. Mới đây, nhà phát hành VNG Game đã tổ chức một buổi trải nghiệm thử Thiên Vũ Mobile nhằm khảo sát ý kiến từ người chơi. Theo đó, đơn vị này đang gấp rút hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và sẽ đưa trò chơi này đến tay cộng đồng game thủ trong thời gian tới. Dành cho ai chưa biết thì đây là tựa game di động được phát triển bởi NetEase dựa trên bơm tấn Thiên Vũ Online bản PC. Trước đó, siêu phẩm này đã ra mắt thành công tại 4 quốc gia Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2021. Kế thừa những đặc sắc từ bản PC, Revelation VNG có lối chơi MMORPG cổ điển và lấy cảm hứng từ những cuốn sách với nội dung giả tưởng Trung Quốc. Thế giới nhân vật và cốt truyện của game mobile này ảnh hưởng bởi thần thoại và văn hóa dân gian Trung Quốc. Trò chơi sử dụng công nghệ BBR, vật lý và một số kỹ thuật tân tiến khác tạo ra một thế giới rộng lớn, đem đến cho người chơi những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Bên cạnh đó, đa phần game thủ đều đánh giá rằng trò chơi không chỉ kế thừa hoàn hảo điểm mạnh của bản PC, mà còn có những điểm đặc trưng riêng vô cùng hấp dẫn. Tiêu biểu như mở thêm bản đồ mới dưới đáy đại dương, cho phép khám phá nhiều khu vực độc đáo chưa từng có. Nhiều hoạt động giải trí như câu cá, đánh bắt thủy quái cũng đã diễn ra. Đặc biệt, người chơi có cơ hội trải nghiệm du thuyền không gian độc nhất vô nhị trên độ cao 10.000m, ngay trong thế giới Revelation VNG. Bên cạnh đồ họa và lối chơi đầy kích thích thì Thiên Vũ Mobile VNG còn đặc biệt thu hút với khả năng kiến tạo nhân vật dựa trên hình ảnh đời thực của người chơi. Chỉ cần vài thao tác chụp quét đơn giản, trước khi chọn last, người chơi đã dễ dàng sở hữu một nhân vật có khuôn mặt giống hệt như mình ngoài đời thực. Đại diện từ phía nhà phát hành VNG Game chia sẻ: Thiên Vũ Mobile có phần nội dung cốt truyện cực kỳ đồ sộ, với bản hoàn chỉnh lên tới 10 triệu từ. Qua đó, người chơi sẽ được trải nghiệm cảm giác như đang xem phim dài tập vậy. Cũng trong buổi trải nghiệm này, một số ý kiến cho rằng mạch cốt truyện trong game Revelation VNG còn khá chậm, thiếu cao trào và các phân đoạn chiến đấu hấp dẫn. Bên cạnh đó, trò chơi cũng nên bổ sung thêm hệ thống đồ giám hoặc tóm tắt cốt truyện để người chơi có thể xem lại nếu lỡ bỏ sót một vài phân cảnh trong nhiệm vụ chính tuyến. Nhà phát hành VNG Game tự tin rằng Revelation VNG sẽ dễ dàng chinh phục toàn bộ những người tham gia, tính cộng đồng của game sẽ càng được củng cố khi game ra mắt chính thức. Ngoài ra, bơm tấn này không chỉ được phát hành độc lập tại Việt Nam mà còn cùng lúc với các nước Đông Nam Á, tương tự như QS6 Mobile hay Hero FK Vương Quyền Chiến trước đó. Như vậy thì người chơi Việt Nam sẽ không cô độc và sẽ hội nhập dễ dàng cùng game thủ đến từ các nước láng giềng xung quanh. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy